Bước đầu tiên của người tu đúng chánh đạo, tu đúng lời Phật Thánh dạy là nhìn lỗi của mình. Chúng ta cần phải nhìn lỗi của mình đến muôn đời và mãi mãi. Nếu như chúng ta không nhìn lỗi của mình sai từ đâu, sai từ chỗ nào, thì đó không phải là tu đúng. Việc nhìn lỗi của mình là bước tu rất quan trọng. Ai sống trên đời này cũng cần phải tu. Không phải cứ là người cạo đầu, tu ở trong chùa mới được gọi là tu, mà ngay cả chính con người chúng ta, những người sống ở giữa cuộc đời này, nếu muốn thoát khỏi khổ đau, nếu muốn cuộc sống mình tốt đẹp hơn, sống có đạo đức, sống có hậu về sau, thì chúng ta cần phải tu. Điều đầu tiên là nhìn lỗi, nhìn ra lỗi sai của mình. Nhưng đây lại là việc làm rất khó. Hiếm có ai nhìn ra lỗi sai của mình. Hiếm có ai dám nói ra lỗi sai của mình trước tất cả mọi người. Và điều khó hơn nữa là khi nhìn ra lỗi sai rồi, chúng ta phải khắc phục, không phạm lỗi sai nữa. Nhất là những lỗi sai ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt đạo đức, ảnh hưởng về nhân cách của một con người. Chúng ta nên tập trung nhìn về chính mình. Chúng ta không nên đi nhìn lỗi của người khác. Người mà đi nhìn lỗi của người khác và nhắc nhở cho lời khuyên thì người đó đạo đức phải gấp 50 lần với người bị lỗi kia. Cho nên việc mà ai đó đi nhắc lỗi người khác nhưng trong tâm của họ là đầy tình yêu thương, đầy sự bao dung và đầy sự chánh kiến, biết đúng sai rõ ràng, bản thân họ đã có trong mình một đạo đức tốt, nên người ta có thể nhắc lỗi người khác. Trường hợp đó rất là hiếm. Và khi họ nhắc lỗi người khác thì được nhiều người nể phục và tôn trọng, chứ không phải là đi nhắc lỗi lại bị người ta chửi và ghét hơn. Vậy nên bước đầu tiên là nhìn lỗi sai của mình. Rất khó phải không các bạn? Đây là điều mà cô Nguyệt luôn nhấn mạnh. Đây cũng là lý do vì sao cô Nguyệt luôn thuyết giảng và nói ra những lỗi sai dù chỉ là nhỏ nhất. Những lỗi sai nhỏ chúng ta còn chưa sửa được. Vậy lỗi sai lớn thì làm sao mà sửa được đây? Vậy nên hãy kiên trì đấu tranh, chiến thắng chính mình. Một người mà có bản lĩnh, có tu tâm dưỡng tính tốt thì chắc chắn họ sẽ vượt qua cửa ải đầu tiên, đó là nhìn ra lỗi của mình. Nhìn ra lỗi của mình bằng hành động mỗi ngày, nhìn ra lỗi của mình bằng việc làm mỗi ngày, đó là nghe thuyết pháp, nghe thuyết giảng của các vị chân tu giác ngộ. Các vị ấy sẽ nhắc lỗi cho bạn qua những bài giảng. Qua những bài giảng đó, các bạn dần dần sẽ thấy rằng mình sai chỗ nào. Khi chúng ta nhìn ra lỗi sai của mình và cố gắng khắc phục ngày một tốt hơn, mỗi lần khởi lên một điều làm sai
ý nghĩ sai. Chúng ta đã dập tắt ý nghĩ đó rồi. Chúng ta làm chủ được thân tâm. Điều đó là một bước ngoặt rất là tốt đẹp. Dần dần chúng ta sẽ ra ánh sáng của chánh đạo. Lúc nào mà không rõ, chỉ thấy rằng cuộc sống thật là êm ả, dễ chịu và hạnh phúc hơn. Người tu đúng chánh đạo, họ là người luôn biết trân trọng những thứ đang quanh họ, dù chỉ là những bữa cơm ngon, những điều giản dị nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống họ đã trân trọng rồi. Và cô Nguyệt mong rằng rất nhiều người chúng ta sẽ dần dần nhìn ra ánh sáng của chánh đạo.